Chào em nhá. Hai em ở đâu nhỉ? Em ở Thống Nhất Gia Lộc. Hai bạn này ở Thống Nhất Gia Lộc đúng không? Đến hai bạn này đến bán cho mình con gì em nói qua giới thiệu con này qua xem nào. Số em Plus 128GB. Máy Zin không? Máy Zin này. Zin nhá. Vừa nãy mình cũng đã kiểm tra qua con này rồi. Con này mật khẩu là gì đấy? 12.0.8.0.3. Đây bây giờ lại vút bình thường này đúng không? Vừa nãy này không vút được, giờ lại vút bình thường rồi. Đấy, con này là hai em đi bán cho mình là 2 triệu đúng không? À. 2 triệu con này lúc vừa nãy hai em đổ bán 2 triệu con này. 128GB nhá. Bật hẳn thông tin cho mọi người xem luôn này. Con này màn nó chập chờn nhá, màn của nó là lúc vút được lúc không ấy. Thế nên là mới có giá 2 triệu này, 128GB này, màn này. Coi như bỏ màn đi. Vỏ thì hình thức xấu. Đấy, hình thức đây. Nếu mà bạn nào mua luôn trong tình trạng này thì mình bán cho là 2.1 triệu nhá. Còn nếu tí thay màn vào cái màn 600.000 này. Đấy, màn này các bạn giật 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 nhá. Màn giá 600.000 với lại vỏ nữa. Đấy, pin thế nào? Pin 81%. Đấy. Nếu mà bán nguyên như này thì là 2.1 triệu. Còn nếu mà thay màn nữa vì cái màn này thì dùng lúc được lúc không nhá. Bây giờ là dùng bình thường đấy. Bây giờ bình thường đúng không? Đấy, bây giờ dùng bình thường này. Đấy, nhưng vỡ kính này. Giờ mà bỏ ra ép kính sợ nó hỏng luôn ấy. Đấy. Xong nhá, Gia Lộc này. Đeo xong con này nữa sao? Em bảo tình trạng anh. 6 thường, zin chứ. Ừ, 6 thường, còn vân tay không? Vân tay à? Vừa nãy mình đã test qua con này rồi. Mình đã tháo rồi, nhưng mà đây tiện em no đây thì cho em nó bán luôn. Con này để đủ vân tay nhá, đây nó có wifi luôn này. Con này mình tháo ra rồi, pin 90%. Đấy, con này em bán bao nhiêu nhỉ? 1.4 triệu. Ừ đấy, con này bạn ấy bán cho mình 1.4 triệu nhá. Thì mình bán cho mọi người 1.5 triệu nhá, quốc tế nhá. 6 thường quốc tế đầy đủ vân tay. Máy zin nhá. Đã, hay em Gia Lộc nhá. Đi từ nhà em sang đây bao cây? Hơn 30 cây à? Sao đấy. Thế thì con X kia thì để ra riêng nhá. Nếu mà em sửa ra riêng, sửa phây tầm 400-500 thôi. Đấy nhá, hay em nhá. Cảm ơn anh em nhá. Ok, bắt tay em cái này. Đi xa, ok. Con đuôi không lạnh à? Ok nhá, xong. Thì anh gửi tiền con này nhá. Con này nhá, ok. Rồi. Sao? Thế em sửa gì đây? Đợi từ nãy giờ thôi. Ừ. Cái cam của iPhone 7 Plus này. Ừ, điểm sau em. Tôi nhẹ rồi nó đen đi. Ừ, đen à? Thế ừ. Em ở đâu đấy? Em ở trên Nam Hưng. Anh có phải hay quay TikTok rồi không? Ừ, anh đấy. Em hay xem video của anh hôm nay em tìm lên đây. Ừ, thế à? Thế thì vâng, được rồi, để anh xem cho nhé. Con này vâng. Cam bị rơi nhẹ đúng không? Vâng, nó cam rơi nhẹ. Ừ, cam rơi nhẹ chắc tuột thôi, để anh xem qua cho nhé. Ngồi ghế đợi tí em nhé. Đấy, con 7 Plus này, bạn này quên mình trên TikTok này. Để sửa đây. Ok, mình sẽ sửa cho các bạn xem luôn nhé. Con 7 Plus đấy, hoặc là tất cả những loại máy ấy, mà các bạn rơi nhẹ đấy, mà nó bị tuột cam, nó hay rất hay bị tuột cam đó nhé. Đây mình sẽ tháo cho các bạn xem đây. Con này lần đầu tiên mình sờ vào luôn. Sờ con này xem, con này nhìn qua có thể là không áp. Thì mình nhìn nó hơi hở ra một chút, thì nó còn áp nữa. Cậy nhẹ ra này, anh em nhìn nhá, cậy này. Lách này, cái móng tay lách này. Lách vùng quay. Lưu ý là không được bẩy góc nó lên nhé, lách vòng quay xong nhé. Khi chúng ta lách được vít lên đấy, chúng ta lựa đây. Đấy, lên. Em nhìn xem, con này nó không có cái lồng gì đấy. Cứ ngồi ghế đợi anh tí, anh đang làm nốt video nhé. Đây. Đây nhé, con này nó bị tuột cái cam, anh nhìn xem. Cam đây. Đây, cam bên 1. Để mình cho ăn vào. Ăn vào nhé. Đấy, ấn vào đấy, do cái này nó không có cái lồng chỗ này thì mình sẽ cho em lấy một cái lồng đây, lồng mình nhặt ở ngoài bàn đấy, bàn mình nhiều đồ lắm, đây ốc ác không có này, giờ mình sẽ bạn thêm ốc vào đây, bình thường những cái máy nào mà không có cái lồng này đấy, các bạn chỉ cần rơi nhẹ phát sẽ bung cái cam ra, thế thì tình trạng mất cam, đấy. Bình thường cái cam này sửa rất là đắt. Thế nên là nếu các bạn mà ra quán bảo thay thì thay sẽ mất tiền triệu cam này cơ. Đấy, do em này là trên TikTok quen mình thì mình sẽ nhiều cái ưu tiên hơn, mình sẽ hộ em đấy thôi. Tiện thể mình tặng luôn cho em ấy một cái lồng. Đấy, cái lồng này, cái ốc này không có, ốc thì hiếm quá. Mình sẽ phải tìm một cái. Mấy thằng ngồi đợi anh tí nhá. Được rồi. Cái lồng để giữ là khi mà mình làm rơi nó không bị tuột cam ra.
Đấy, anh em nhìn xem chưa? Đấy. Rất nhiều trường hợp luôn, kể cả 6 là 6S. Và 7 cái 8 cả cái X ấy, không có cái lồng này là nó rơi nó sẽ tuột cái cáp này ra. Mình từ trước nay mình gặp rất nhiều luôn. Mình sẽ lắp cái lồng vào. Cái lồng này nó ốc này nó hơi hơi to, mình lấy ốc bé. Xong mình xem qua đây, đây đều của anh em mình xem cam này. Đấy, ok nhá, thì mình sẽ chỉ hộ bạn ấy thôi, không lấy tiền. Bàn mình cũng đang bừa bộn hết, nhiều anh em quay nên rất là nét, rất là đẹp, bàn rất là đẹp. Người ta ít sửa, mình sửa nhiều nên là bàn rất là bẩn. Ok xong nhá em ơi. Con này của em chỉ tuột cam ra thôi nhá. Này ok này. Nó chỉ tuột cam ra thôi. Nó đây cầm chiếc cầm sang kiểm tra qua phát. Nó thiếu cái lồng thế nên là khi mà em rơi phát nó sẽ tuột ra. Đấy. Đợi anh tí nhá. Đây là quà Tết đây. Đây là quà anh tặng nhá. Thứ nhất là một cái tai nghe trị giá 80.000, tai nghe xịn đấy nhá, không phải tai nghe đèo đâu. Tai nghe ngon đấy, đây một cái dây sạc nữa nhá. Đây là cái đế để chân. Do là em đấy quen mình trên TikTok cũng rất là biết đến mình, hay xem video của cho mình, đăng ký kênh của mình. Đây em bỏ ra xem cái này xem. Đây một cái đèn led này. Em phải Nam Hưng đúng không? Em tên Nam Hưng. Nam Hưng rồi. Đây còn một cái dây sạc này nữa. Đấy, em đây. Em gỡ này ra cho vào cái túi này cho gọn nhá. Đây để anh hộ em cái cam này thôi này nhá. Mặc dù mình không biết em này là ai đâu nhá, chứ không phải là bố quen biết trước rồi sắp đặt nữa nhá. Đây anh tặng em tặng thật đấy nhá. Nó mình tặng thật, mình tặng thật. Rất nhiều người được mình tặng rồi, thế nhưng mà không phải là ai mình cũng tặng được, bởi vì nhiều khi mình bận, mình không thể check được. Mình thì tặng tất cả được tầm, nó tính ra mình được tặng ra là tầm 5 đến 60 món quà nhá. Mọi người phải hiểu là chỉ tầm 5 60 người thôi. Chứ bây giờ cứ hàng trăm người đến hàng vài trăm người xin mình thì mình không thể nào mình cho hết được. Đấy, những ai nhận được gọi là may mắn thôi nhá. Ok. Chào em nhá, bắt tay cái này. Ok nhá. Đây bạn Nam Hưng ấy. Ok nhá. Em tên gì nhỉ? Em tên Cường. Ờ, em Cường ở Chu Đậu đúng không? Dạ. Mua của mình con 6S đây. 6S này con này zin nguyên áp. Pin 100% mới tinh. Cam kết con này anh bảo hành cho em 6 tháng nhá. Ok anh ơi. Ok. Đấy. Cường ở Chu Đậu đúng không? Thì em lên đấy cũng tầm chục cây, gần chục cây nhỉ? 7 cây. Em lên công ty em lên 7 cây. Ờ, đấy. Em đấy cũng biết mình trên TikTok. Rồi được rồi em ơi, anh nhận tiền được rồi. Nhá. Okay. Em cầm anh phát cho em bộ sạc nhá. Ok. Okay. Đấy, nhà mình, đây máy đây, máy nhà mình đây. Còn từ đây máy rồi. Hả? Anh tắt cầm nhật hết đi theo. Tắt đi, tắt cầm nhật làm gì? Tắt cầm nhật lưng lên đi. Tắt được? Được, mình tắt được chưa? Đây là các cụ không biết là làm thế nào nên là... Cần gì? Tắt hết đi. Cái này có cần cầm nhật gì đâu, cái này nó thiết lập sau này, cái này vân tay được mà. Được rồi. Nhá. Những cái máy này của mình ấy thì mình chưa đăng. Đấy, đây mình cũng đây máy còn máy cũ rồi nhá. Máy cũ đấy mà zin ấy mình chưa thích bán, mình sẽ đang bán cho các bạn những cái máy gọi là mình mua được nó rẻ thì mình bán rẻ thôi. Đây đã gửi cho mình sửa này, hàng của bác nào thì các bác sẽ nhận biết được đây nhá. Các bạn thông cảm đi, dạo này thì mình hàng hóa mình sửa cho các bạn hơi chậm một tí. Đây này, đấy, rất nhiều luôn, còn tập chục đơn hàng nữa. Còn đó hàng mình bán đi thì mình vẫn bán, mà hàng mình nhập về thì mình vẫn nhập thôi. Đấy, bạn nào rất nhiều bạn đã bán máy cho mình mua giá rất là cao luôn, mình chắc chỉ mình mua xong mình bán mình chỉ lãi ít thôi. Đấy, con G 725 này hôm trước này, con này mình thay vỏ mới này, thay màn mới này, pin nó đang yếu này, con này tí là mình kết kỹ thì mình bán chỉ bán 700 thôi. Con G 725 nói chung con này hôm trước mình mua cái màn 500 rồi, tại vì mình nhìn thấy cái con G 7 này ở trong trong tổ nó vỡ màn, mình chẳng biết con này nó sống rồi không, thì mình cứ mua cái vỏ về. Cái vỏ đã 100 bạc này, cái màn thì gần 500 nữa, tính ra thành 600 rồi sao đấy, tầm 600. Thế mình bán 700 được 100 bạc, mà nó hỏng có pin nữa thì thôi, hỏng pin này nó pin hơn 100 nữa thành 700 bán hòa vốn. Chết dở, tiện mua về thì cũng to tội, bán 700.000 con này nhá. À, hai sim máy sóng này, con này về cho các cụ trung niên dùng thôi, vì đời nó đời sâu rồi nên là chiến game ấy, những game thì hơi khó nhá.
để cho các bác trung niên đi dùng con này cũng được. Mình bán 700 nhá. Nếu pin kém mình sẽ mua pin mới. Con A7 đây, A7 2015 đây. Trước mình mua của em ở trong Nam nhưng mình mua 700 bạc. Về thì cho cụ thể nó ép kính thì đây, kính nó hơi lỗi. Đấy, tí mình sẽ bỏ ra mình dành mình sẽ ép lại. Đây. A7 2015. Con này mua 700 thì mình ép kính vẫn nữa mình sẽ bán 800. Bạn nào cần con A7 thì liên hệ mình nhá. Mình ép kính lại đẹp đã. Hôm trước thằng Thìa nó để cái khai sim ở đâu không biết, cu Thìa để khai sim rồi này, mất khai sim luôn. Thế mình một lần lại cả khai sim nữa. Anh em về quê hết rồi nên là mình rất là bận. Đây. Con Note 4 hôm trước mình có bán cho một bác ở đâu đó, mình trên ấy. Mình bán giá 1 triệu thì bác đấy mua bác chuyển khoản cho mình rồi. Về bác bảo là con này pin nó không được ổn thì cũng nghĩa bác đấy cần pin bền thì bác đã gửi lại cho mình. Anh đến Tiền Sơn rồi ấy. Anh có xem được video này thì anh like cho em phát nhé. Anh ấy đã gửi lại mình và anh ấy bảo là pin không được tốt thì anh ấy gửi lại mình. Con này đẹp lắm anh em ạ. Nói chung lỗi chẳng lỗi gì cả. Anh em nào cần thì mình nhường lại cho Galaxy Note 4 1 triệu nhá. Con này tất cả ok đấy. Nếu mà các bạn nào cần cái nhu cầu pin bền thì con này thì mình nói trước là pin nó không được bền đâu. Dùng không nghe gọi thì tầm ngày thôi nhá. Không dùng mạng thì tầm ngày hay ngày thôi. Còn đâu nếu dùng thì tầm 2 tiếng thôi. Không nhiều đâu nhá. Đây con Note 4 nhá. Con này thì hồi xưa thì phải nói là màn rất là đẹp nhưng mà đỉnh cao của nó là nhanh cái pin là đúng rồi nhá. Không thể là pin bền được đâu, không thể như những máy bây giờ được. Đây con G7216 hôm trước mình mua của anh nào 200 thì anh gì nhỉ? 200 nhưng hỏng màn. Điện mạnh, điện lạnh đúng không? Điện lạnh ra hơn như đấy. Anh bán cho em con này 200 này. Nó bị hỏng màn, tí mua cái màn tầm 500 nữa thay màn tầm 700 cái G7216 đấy. Đấy, mình mua về rồi mình chưa kịp thay. Đấy, đấy. Các bạn nhá. Nói chung là dạo này tiết nhất rồi mình công việc nhiều quá, mình không thời gian cạo râu cơ. Anh em đúng là anh em thợ ở nhà mình mà nghỉ phát thì đúng mình bận quá. Đấy, râu ria mặc đây này. Bình thường mình cạo râu đi thì chứ như trai 16. Mình bảo mình 16 tuổi rất nhiều người tin mà để râu này trong u 4 mấy rồi. Đấy, mình nói trước này nhá. Máy mình bán ra là chuẩn nhá. Các bạn mua máy của mình chuẩn. Thứ hai mình sửa máy cho các bạn cực kỳ uy tín trách nhiệm luôn. Những cái máy nào mình hộ được mình hộ, mà những máy nào mình cảm thấy mình lấy tiền thì mình lấy tiền, nhưng mình không lấy nhiều đâu. Ví dụ thay màn hình thì mình phải lấy tiền. Còn đâu nếu mà các bạn bypass hoặc là chỉnh sửa những lỗi vớ vẩn ấy thì mình sẽ hộ mình miễn phí thôi, không lấy tiền đâu nhá. Còn đâu là bây giờ già quá rồi anh em ạ. Còn mụn rồi. Không mấy hôm nay tết nhất rồi, bận quá thành ra mụn mọc đầy mặt này. Đấy, anh em mà có nhu cầu mà sửa chữa điện thoại thì liên hệ mình nhá. Còn đâu là anh em phải lưu ý này, mình chỉ dùng một Zalo duy nhất, một Facebook duy nhất và mình chưa bán hàng trên fanpage. Những bác nào mà mua hàng trên fanpage nhé thì đừng trách em làm gì, em không bán hàng trên fanpage. Anh em nào mua hàng của em gọi điện trực tiếp vào số điện thoại 226 hoặc 326 nhé. Mình chỉ dùng hai số duy nhất, không dùng Zalo mới nhá. Hôm nay có một em bảo là em bị lừa rồi, anh ơi em bị lừa mất 900 rồi, sao anh chặn tin nhắn của em, thật sự mình không biết gì cả. Anh em lưu ý nhá, mình chỉ dùng một Zalo 226 và 326, mình không dùng Zalo khác nhá. Có thằng nó lừa đảo ấy, nó tạo một nick giống nghiệt của mình, nó vào nó bình luận ở dưới YouTube là kết bạn Zalo này đi nhá. Anh em lưu ý nhá, Zalo của mình để dưới phần mô tả nhá. Ok, anh em lưu ý nhá. Hôm nay mặt hơi sâu dài tí cho lên cho mọi người xem đừng chê nhá. Ok, chào các bạn.